Minh xin kính chào bà con. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bệnh mờ đục trên ấu trùng tôm hay còn được gọi là bệnh thăn thủy tinh là một loại bệnh mới xuất hiện trên tôm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành nuôi tôm ở nước ta và hiện chưa có phương pháp điều trị. Bệnh thường nhiễm trên tôm giống với tỷ lệ hơn 60%, đặc biệt là tôm từ giai đoạn bóc 4 đến bóc 7. Tỷ lệ chết trên tôm giống có thể lên đến 90% chỉ sau một ngày khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường. Tính đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị bệnh hậu ấu trùng trên tôm. Do đó, để hạn chế thiệt hại, người nuôi tôm cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh ngay từ ban đầu. Trong đó, sử dụng test kit để chuẩn đoán bệnh là một biện pháp không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại hiệu quả cao. Bằng việc sử dụng kỹ thuật real-time PCR, bộ kit cho phép phát hiện sự hiện diện của Vibrio parahaemolyticus, gen độc tố VHB1 và VHB2 trong mô tôm một cách nhanh chóng với độ chính xác và độ nhạy cao, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ ngoại nhiễm so với các kỹ thuật PCR khác. Tại phòng xét nghiệm của Bình Minh, chúng tôi đã và đang sử dụng test kit vào việc kiểm tra độc tố của chủng Vibrio trên tôm. Việc làm này được các chuyên gia đánh giá là phương pháp tiện lợi và hiệu quả nhất trong giai đoạn hiện nay. Bình Minh tin rằng việc áp dụng công nghệ hiện đại bằng phương pháp xét nghiệm PCR là giải pháp tối ưu nhất đảm bảo con giống sạch bệnh, khỏe mạnh trước khi đến tay khách hàng. Bình Minh luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng bà con trong suốt mùa vụ. Mọi thắc mắc quý bà con xin vui lòng liên hệ qua số hotline 1900 86 68 69. Chúc bà con mùa vụ mới, thắng lợi mới. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn bà con.